Liên quan đến căng thẳng đang diễn ra tại BOT Cai Lậy, Cần Thơ Phụng Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo và tổ chức họp kín để tìm hướng giải quyết. Trước việc Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm bị bắt và trục xuất khỏi Singapore, hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới đã cho đăng tải thông tin này. Trước ngày xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng, dư luận đặc biệt quan tâm về mức án mà ông Thăng sẽ phải nhận, những khó khăn áp lực nào mà các cơ quan tố tụng, luật sư và các bị cáo sẽ đối mặt. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí tổ chức đàm phán cấp cao, thảo luận khả năng Bình Nhưỡng cử đại diện tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin tối ngày hôm nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một thông tin nóng từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do các phóng viên của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vừa chuyển về. Thưa quý vị, trưa nay thì quốc lộ 1 qua trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp đã bị tê liệt khi mà các tài xế lại đậu ô tô chắn ngang đường để phản đối việc thu phí. Kẹt xe kéo dài hơn 1 km, tuy nhiên chủ đầu tư vẫn kiên quyết là không xả trạm hoặc chỉ xả nhỏ giọt cho 3 đến 4 xe qua rồi lại đóng để tiếp tục thu phí. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì đã có 4 trên 5 làn thu phí tại trạm thu phí BOT Cần Thơ Phụng Hiệp thì rơi vào cái tình trạng là tê liệt hoàn toàn. Chỉ còn một làn thu phí là đang hoạt động. Cái cách thức phản đối của các cái tài xế đó là họ đưa xe đến trạm thu phí và đầu ngay chỗ thu phí và bỏ đi. Đến thời điểm này thì cái tình trạng kẹt xe đã kéo dài hơn 1 km. 3/4 làn thu phí tại BOT Cần Thơ Phụng Hiệp đều bị các tài xế dừng xe phản đối vì giá vé quá cao. Giao thông tê liệt kéo dài, có lái xe cố thủ không chịu qua trạm. Tài xế này cho biết do hôm qua hay tin xả trạm nên hôm nay ông không mang tiền và đề nghị nhân viên trạm viết giấy nợ. Trường hợp của tôi là tôi quên mang theo tiền khi đến đây. Rồi cô ấy bảo là cho tôi qua không, mà tôi thì là người trung thực, tôi không muốn qua không, tôi muốn cô ấy ghi cho tôi cái giấy nợ. Để rồi hôm sau tôi có đi ngang đây tôi sẽ ghé lại tôi trả lại cái phần nợ, nghĩa là tôi thanh toán phần nợ đó, thế đơn giản thế thôi mà họ không ghi. Càng về chiều, tình hình kẹt xe lại càng căng thẳng. Hàng trăm tài xế đã kéo đến trụ sở của chủ đầu tư trạm thu phí để phản đối. Cấp cứu mới đi đường né luôn, đi từ trong đây bọc qua nghe Trang Việt Thắng. Cấp cứu mới đi, 94, cấp cứu 94. Mà không... Điều mà người muốn là gì? Hả? Điều mà người muốn bây giờ là gì ạ? Muốn xả trạm hoặc là dạ, xả trạm xong rồi phải có cái tình huống gì giảm vé cho người ta. Kẹt xe kéo dài tới 2 km. Tuy nhiên, chủ đầu tư trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp vẫn nhất quyết không xả trạm. Và trước tình trạng trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp gần như bị tê liệt vì tài xế dừng xe phản ứng ở tất cả các làn thu phí, ngay trong buổi chiều ngày hôm nay, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trực tiếp xuống hiện trường và yêu cầu chủ đầu tư ngay lập tức xả trạm, đồng thời tổ chức họp kín để tìm hướng giải quyết sự việc. 30 phút sau khi ông Võ Thành Thống làm việc tại trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp, một nhân viên ra thông báo xả trạm. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, BOT Cần Thơ Phụng Hiệp lại đóng trạm, thu phí trở lại. Cánh tài xế tiếp tục phản ứng bằng cách không mua vé. Ông Thống yêu cầu Sở Giao thông Vận tải lập biên bản xử lý hành chính chủ đầu tư vì đã không thực hiện cam kết xả trạm. Tí nữa đây thì cái biên bản làm việc hai bên giữa chúng tôi và với nhà đầu tư sẽ được ký kết. Và trong đó thì cũng có quy định một cái điều là nếu như từ đây cho đến khi Bộ Giao thông có cái biện pháp giải quyết toàn diện căn cơ liên quan đến cái sự cố này đấy, thì nhà đầu tư phải có trách nhiệm chủ động để xử lý tình huống, không để xảy ra ách tắc giao thông như ngày hôm qua và ngày hôm nay. Về việc giải quyết mâu thuẫn giữa chủ đầu tư BOT Cần Thơ Phụng Hiệp và các tài xế, ông Võ Thành Thống cho biết đã gửi thư mời đại diện Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư BOT Cần Thơ Phụng Hiệp, các doanh nghiệp giao thông vận tải có buổi làm việc để giải quyết dứt điểm. Dự kiến buổi làm việc sẽ diễn ra vào thứ hai tuần tới. Chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền các địa phương, các bên có liên quan cũng phải có cái trách nhiệm vận động
người dân và yêu cầu người dân cũng phải hết sức bình tĩnh. Thì mọi việc thì đều phải được cơ quan có chức năng giải quyết và điều đó cần phải có thời gian và không vì lý do bức xúc mà làm mất trật tự an ninh trên địa bàn là một cái điều không nên làm. Chưa hợp lý họ mới phản đối, nếu họ hợp lý là họ đâu có phản đối đâu. Nó cái chuyện đó là dễ hiểu quá, mà kể cả chủ đầu tư bot này cũng hiểu, mà Bộ Giao thông Vận tải cũng hiểu, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban thành phố cũng hiểu vậy. Nó từ cái chỗ giảm mà không hợp lý thì thành thử ra dân xe mới phản đối. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với các bên liên quan để tìm cách giải quyết thì các chủ phương tiện sẽ phải tiếp tục trả mức phí qua trạm mà họ cho là không hợp lý. Theo các tài xế, chừng nào BOT Cần Thơ Phụng Hiệp còn duy trì mức phí như hiện nay, chừng đó họ sẽ còn tiếp tục đấu tranh. Và những thông tin liên quan đến vụ việc này chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chuyển sang một thông tin rất đáng chú ý khác. Ngày hôm qua, thì Bộ Công an đã ra thông báo bắt được Phan Văn Anh Vũ, người đã bị phát lệnh truy nã quốc tế về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Trước đó, Phan Văn Anh Vũ được nhiều người biết đến bởi danh xưng là Vũ Nhôm, đại gia đất vàng tại Đà Nẵng. Trước khi Vũ Nhôm bị khởi tố, thì người dân Đà Nẵng đã nhiều lần đặt vấn đề về các tài tiếng của vị đại gia này. Tin tưởng và ủng hộ. Đó là quan điểm của hầu hết người dân Đà Nẵng khi được hỏi về việc Bộ Công an đã bắt giữ Vũ Nhôm vào chiều tối ngày 4 tháng 1. Lần này thì dân cũng mong chờ, bởi vì cái tình hình gần đây là xảy ra nhiều cái vụ là tiêu cực. Do đó mà chính phủ trung ương cũng như là chính phủ quốc hội chính phủ cũng quan tâm và cũng có chỉ đạo sát. Ví dụ như cái việc tiêu cực ở Đà Nẵng cũng được phanh phui, thì như vậy là dân tin tưởng. Người dân Đà Nẵng kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra Phan Văn Anh Vũ là ai, vì sao giám đốc công ty tư nhân có thể gây sức ép giải quyết nhà công sản, nơi có vị trí thuận lợi đắc địa của thành phố. Đặc biệt là việc tại sao ông Vũ lại rút hết vốn ở các dự án trước khi bị bắt, cũng như có hay không việc tiếp tay cho ông Vũ. Vũ Nhôm là ai và đằng sau nó là như thế nào, mà sao nó có cái lộng quyền như thế, lộng hành như thế, nó mà các cái vị của chúng ta mà lâu dài, một thời gian dài là ấy, mà cái thời bán đất nhiều nhất cho nó là thời Minh làm chủ tịch, mà thời đó là thời Nguyễn Bá Thanh còn. Cho nên tôi đề nghị là phải làm rõ cái việc đó ra, và đã sai thì nhận sai cho nên và xử lý cái sai đó và khắc phục để mà làm cho Đà Nẵng chúng ta phát triển, mà như thế thì dân có tin, mà lòng tin của dân thì khắc phục được tất cả. Sau gần một ngày Vũ Nhôm bị bắt, nhà riêng và trụ sở công ty của nhân vật này tại Đà Nẵng vẫn không có biểu hiện bất thường. Trước đó ngày 3 tháng 1, khi làm việc với câu lạc bộ Thái Phiên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đặt câu hỏi tại sao Vũ Nhôm mua được nhiều đất công mà không phải người khác. Đằng sau tôi là một dự án bất động sản lấn sâu ra sông Hàn của các doanh nghiệp do ông Phan Văn Anh Vũ làm chủ. Và điều mà dư luận lúc này đang quan tâm là liệu có bất thường hay không khi mà doanh nghiệp của ông Vũ sở hữu quá nhiều vị trí đắc địa tại Đà Nẵng. Và quan trọng nhất là có hay không trách nhiệm của những cơ quan chính quyền khi bán nhà công sản cũng như là cấp hàng loạt dự án bất động sản cho ông Phan Văn Anh Vũ trong suốt một thời gian dài. Những thông tin xung quanh việc Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm bị bắt và trục xuất khỏi Singapore vào ngày hôm qua ngày 4 tháng 1 cũng đã thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế. Hàng loạt tờ báo lớn đã cho đăng tải thông tin này. Được đăng tải trên tờ Straits Times của Singapore, bài viết với tiêu đề Công dân Việt Nam bị trục xuất khỏi Singapore cho biết, Cục Di trú Singapore ICA đã hoàn tất điều tra và khẳng định ông Phan Văn Anh Vũ khai báo không đúng sự thật trong tất cả những lần vào Singapore. Cục Di trú đã hủy giấy phép vào nước này và trục xuất theo luật di trú Singapore. Bài báo cũng cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Chia sẻ cùng quan điểm, bài báo Cảnh sát Việt Nam đã tiếp nhận công dân bị trục xuất từ Singapore của tờ The New York Times, xác nhận ông Phan Văn Anh Vũ bị trục xuất khỏi Singapore vì vi phạm luật di trú của nước này. Còn trong bài viết, thông báo từ Bộ Nội vụ Singapore,
chùm bất động sản Việt Nam bị trục xuất khỏi Singapore trên trang Channel New Asia cho biết, ông Phan Văn Anh Vũ là đối tượng trong thông báo đỏ của Interpol vì phạm tội ở Việt Nam, thực hiện quyền của mình theo đạo luật xuất nhập cảnh. Lãnh đạo Cục xuất nhập cảnh Singapore đã ra lệnh buộc ông Anh Vũ rời khỏi Singapore. Lệnh được ban ra sau khi đánh giá các sự thật liên quan. Trên trang Reuters có bài viết, công dân Việt Nam bị bắt tại Singapore đã bị trục xuất. Bài báo dẫn lời của Remy Chu, một trong ba luật sư của bị can Phan Văn Anh Vũ cho biết, thân chủ của ông đang tìm cách sang một quốc gia châu Âu. Cũng theo bài báo này, ông Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc tội danh làm lộ bí mật nhà nước. Ngày 8 tháng 1 tới đây, thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm cựu Ủy viên Bộ Chính trị ông Đinh La Thăng trong vụ án cố ý làm trái và tham mô tài sản tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và công ty con PVC. Mời quý vị cùng nhìn lại việc cố ý làm trái và tham mô tài sản của ông Đinh La Thăng theo cáo buộc của cáo trạng. Tháng 6 năm 2010, ông Đinh La Thăng với tư cách chủ tịch PVN ký nghị quyết giao cho PVC thực hiện gói thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 theo hình thức chỉ định thầu. Ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la Mỹ và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC. Các lãnh đạo PVC lúc đó đã sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 1 năm 2016, 8 cựu lãnh đạo PVC bị đưa ra xét xử với tội danh cố ý làm trái và tham ô tài sản. Ngày 8 tháng 12 năm 2017, ông Đinh La Thăng bị khởi tố và bắt tạm giam. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị cơ quan xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt theo luật. Ông Thăng bị truy tố theo khoản 3, điều 165 với khung hình phạt từ 10 đến cao nhất là 20 năm tù. Ngoài vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và công ty con PVC, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng còn bị truy tố về tội cố ý làm trái trong giai đoạn 2 vụ án Ocean Bank khi làm thất thoát 800 tỷ đồng của PVN. Đáng chú ý, thời điểm đưa ra xét xử, tội danh này đã không còn trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi vừa có hiệu lực. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam ông Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, phiên xét xử ông Đinh La Thăng ngày 8 tháng 1 tới sẽ có 40 luật sư bào chữa. Việc xét xử ông Đinh La Thăng về tội cố ý làm trái đã không còn trong Bộ Luật Hình sự mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2018. Do vậy, các luật sư sẽ vận dụng cả Bộ Luật Hình sự mới và cũ theo hướng có lợi cho các bị cáo. Khi mà các bị cáo, bị can, bị truy tố, bị xét xử vào cái tội đó theo cái Bộ Luật Hình sự cũ, nhưng trong quá trình tranh luận, trong quá trình mà đề xuất của các luật sư đấy, thì các luật sư vẫn có thể vận dụng những cái tình tiết, những cái yếu tố, những cái chứng cứ mà có lợi cho các bị cáo mà có thể vận dụng được trong các quy định mới của cái Bộ Luật Hình sự năm 2015-2017 mà đã được Quốc hội thông qua. Theo ông Đỗ Đức Biên, nguyên chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 3, việc xét xử theo tội cố ý làm trái theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi không tạo áp lực cho các cơ quan tố tụng khi Bộ Luật Hình sự mới không còn quy định tội danh này. Thay vào đó, tội cố ý làm trái theo luật cũ sẽ được cụ thể hóa bằng 9 tội danh, tạo thuận lợi hơn cho các bị cáo. Quy định của pháp luật rất rõ ràng, cho nên là các cơ quan pháp luật sẽ vận dụng vào các quy định của pháp luật này để xét xử làm sao vận dụng những cái tình tiết mà có lợi cho ông Đinh La Thăng. Nếu những tình tiết mà theo luật hình sự năm 1999 mà không có lợi thì sẽ không áp dụng theo luật 199 và áp dụng những tình tiết có lợi và theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với việc vận dụng linh hoạt hai Bộ Luật Hình sự cùng nhiều điểm mới tại phiên tòa như không còn vành móng ngựa, luật sư ngồi ngang bằng với Viện Kiểm sát, phiên tòa sẽ được tăng cường tranh luận để đưa ra bản án một cách dân chủ, công khai, minh bạch và bảo đảm công lý được thực thi trước phán quyết của hội đồng xét xử. Vâng, và thưa quý vị, xung quanh phiên xét xử ông Đinh La Thăng thì ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay của bản tin thời sự luật sư thạc sĩ Phạm Thanh Bình, nguyên thẩm tra viên tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao. Vâng, xin được cảm ơn luật sư Phạm Thanh Bình đã đến đây tham dự chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa luật sư, kết luận điều tra dùng để truy tố ông Đinh La Thăng được lập tính từ ngày bắt giam ông là ngày 8 tháng 12 năm 2017 đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, vậy là tổng cộng là có 12 ngày.
Vậy thì cái việc rút ngắn thời gian để đẩy nhanh cái quy trình tố tụng đối với ông Đinh La Thăng lên cho kịp ngày xử 8 tháng 1 hay không ạ? Theo quy định của Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi năm 2003 cũng như là cái Bộ luật Hình sự hiện hành, tức là Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự thì không có quy định về cái thời hạn điều tra tối thiểu. Hai bộ luật đều quy định là cái thời hạn tối đa. Ví dụ như là cái điều 172 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 có quy định là cái thời hạn điều tra đối với cái tội ít nghiêm trọng là 2 tháng, tội nghiêm trọng là 3 tháng và tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng là 4 tháng. Có nghĩa là pháp luật chỉ quy định cái trần của cái thời hạn điều tra chứ không quy định cái thời hạn tối thiểu. Thế do đó là cái việc các cái cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án Đinh La Thăng rút ngắn cái thời hạn điều tra thì cũng không bị coi là vi phạm pháp luật về tố tụng. Vâng ạ. Vậy thì theo điều 165 thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ bỏ cái tội danh là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vậy thì theo luật sư thạc sĩ Phạm Thanh Bình thì trong các phiên sơ thẩm, phúc thẩm thì ông Đinh La Thăng sẽ bị khép vào cái tội danh gì ạ? Hiện nay là ông Đinh La Thăng bị truy tố về hai tội là tội cố ý làm trái và tội tham ô. Thế thì nói riêng về cái tội cố ý làm trái thì Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 ấy, có bỏ cái tội cố ý làm trái này. Và ông Đinh La Thăng hiện nay đang bị truy tố theo cái điều 165 của Bộ luật Hình sự năm 99. Thế thì theo quy định tại điểm E khoản 1 điều 2 của nghị quyết 41 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội quy định về việc thi hành 4 đạo luật, trong đó có Bộ luật Hình sự 2015 ấy, thì có quy định là đối với những cái hành vi phạm tội xảy ra trước thời điểm 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2018 và đang trong quá trình điều tra truy tố xét xử thì vẫn áp dụng cái bộ luật cũ nếu mà cái bộ luật mới đã xóa bỏ không coi đó là một tội phạm. Thế thì trong cái trường hợp cụ thể này ấy, thì ông Đinh La Thăng bị truy tố theo điều 165 Bộ luật Hình sự 1999 và cái quá trình này nó đã cái việc xử lý cái tội phạm này là đang trong quá trình điều tra truy tố xét xử. Thì và mặc dù cái bộ luật mới có hủy bỏ cái tội đó thì ông Thăng theo nghị quyết 41 của Quốc hội, ông Thăng vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo cái điều 165 với cái mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Vâng ạ. Và trong cái giai đoạn truy tố, ông Đinh La Thăng nhận trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là người đứng đầu của BVN và xin được hưởng là khoan hồng. Vậy thì ông bình luận như thế nào về cái hành động này của ông Đinh La Thăng? Có thể nói là cái hành động của ông Đinh La Thăng thì được coi là một cái tình tiết giảm nhẹ quy định tại điều 46 của Bộ luật Hình sự cũ và điều 52 Bộ luật Hình sự mới, tức là đây là cái tình tiết là thành thật khai báo hay là ăn năn hối cải về cái hành vi phạm tội của mình. Và khi xét xử thì tòa án sẽ xem xét đến cái tình tiết này là coi như là một tình tiết giảm nhẹ cho ông Đinh La Thăng khi quyết định hình phạt. Vâng ạ. Bên cạnh cái việc mà phạm tội và được đưa ra xét xử là một cái điều tất nhiên rồi, thì hiện nay dư luận đang quan tâm là nếu như bị kết tội tham nhũng thì tòa sẽ truy thu hết tài sản của ông Đinh La Thăng tham nhũng và phần tiền bạc do hành vi phạm tội của ông đã làm thất thoát như thế nào. Liệu thì cái việc thu hồi này có được tiến hành hay không ạ? Và có thu hồi được hay không ạ? Theo nguyên tắc ấy, thì khi mà tòa án đã tuyên cái hình phạt bổ sung là tịch thu tài sản hoặc là tịch thu một phần tài sản thì cái cơ quan thi hành án có nghĩa vụ thi hành cái quyết định ấy của tòa án. Thế còn trên thực tế thì không riêng cái gì cái vụ án này mà nói chung cái thực tiễn thi hành án, thực tiễn thi hành thu hồi cái tài sản trong các vụ án tham nhũng thời gian qua nói chung là cái tỷ lệ thu hồi rất là ít. Thì theo cái số liệu mới nhất chúng tôi nắm được thì chỉ thu được vào khoảng 8% cái số tài sản phải thu. Thế thì cái việc thu là hồi được không nhiều cái tài sản bị tham nhũng thì nó có nhiều nguyên nhân. Nhưng trong đó có thể nói là một cái nguyên nhân không thể không kể đến, tức là đa số những cái người phạm tội tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn, là những người có cái trình độ hiểu biết về pháp luật tương đối là sâu rộng. Cho nên là họ đã có đủ cái thời gian, họ đã có đủ điều kiện để họ chuyển hóa cái quyền sở hữu đối với những tài sản tham nhũng sang tên một người khác. Ví dụ như là sang tên con, tên vợ. Chúng ta đã thấy trong thời gian qua có những cái trường hợp có những cái quan chức, con mới chỉ 19-20 tuổi thôi nhưng mà đã đứng sở hữu một cái khối tài sản có thể nói là hàng trăm tỷ đồng. Thì đấy, qua đó là chúng ta có thể thấy rằng là họ đã có đủ cái thời gian họ tẩu tán. Thế còn về pháp luật hiện hành của chúng ta thì chưa cho phép truy thu những cái tài sản bất minh. Ví dụ như ở một số nước nó có cái luật đối với tài sản bất minh. Có nghĩa là với cái thu nhập của anh mà anh có một cái khối tài sản như vậy là anh đã bị tịch thu, chứ không cần phải chờ phải điều tra xét xử như là ở Việt Nam. Thế thì đấy nó là một những cái nguyên nhân khách quan cũng như nguyên nhân chủ quan, nó làm cho cái tình trạng là thu hồi cái tài sản tham nhũng trong các vụ án tham nhũng là không đạt được hiệu quả cao. Vâng, và cũng gặp khó khăn nữa. Vâng, đúng không? Rất khó khăn. Vâng, thưa luật sư Phạm Thanh Bình, thì vào cái phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm thì tôi được biết vào tuần tới sẽ không có vành móng ngựa. Vậy ông có cho rằng cái điều này nó sẽ phát huy hơn nữa cái quyền tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo quyền con người tốt hơn nữa cho các bị cáo không? Tức là về mặt hình thức thì nó tòa án đã bỏ cái hình vành móng ngựa và thay vào cái buộc khai báo. Đây nó là đã được, đây là một vấn đề đã được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự
trong cái chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và gần đây nhất là trong cái thông tư 01 năm 2017 của tòa án tối cao. Thế thì cái việc mà xóa bỏ cái vỉa hè móng ngựa ấy, thì thứ nhất là nó tạo ra một cái vị thế bình đẳng giữa những người tham gia tố tụng với những người tiến hành tố tụng, và cụ thể ở đây là giữa đại diện viện kiểm sát là người thay mặt nhà nước giữ quyền công tố tại phiên tòa với luật sư là những người bào chữa để bảo vệ quyền lợi của bị cáo, tức là hai cái phía đối lập nhau ở trong phiên tòa, nó sẽ tạo ra một cái sự bình đẳng. Trước đây khi chúng tôi ngồi phiên tòa là viện kiểm sát ngồi trên bục cao, chúng tôi ngồi ở dưới thấp, thì khi tranh luận là chúng tôi phải nhìn lên trên, thì như vậy là cái vị thế là nó đã bị không được công bằng. Thế thứ hai nữa là nó đảm bảo cái nguyên tắc quyền con người là trong hiến pháp 2013 có quy định là không ai có thể bị có tội, không bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội có hiệu lực của tòa án. Thế thì bây giờ một cái người mà bị dẫn ra vành móng ngựa để chuẩn bị xét xử đã bị đứng trước vành móng ngựa rồi thì rõ ràng là tạo cho họ một cái vị thế là họ bị coi là người đã có tội. Cái đó là trái với hiến pháp. Và một cái vấn đề thứ ba nữa là đối với những cái vụ án kinh tế, đặc biệt như vụ án như ví dụ như là vụ án ông Đinh La Thăng mà chúng ta đang nói, thì các bị cáo nó sẽ có, họ sẽ cần rất nhiều cái tài liệu để họ chứng minh cho cái hành vi của họ. Thì nếu mà đối với cái vành móng ngựa thì họ không có cái điều kiện để họ để các cái tài liệu đó. Thế thì đây nó là kể cả về mặt khách quan cũng như mặt chủ quan, nó là những cái bước tiến bộ đáng kể trong cái hoạt động tranh tụng của Việt Nam. Nó tạo ra một cái vị thế công bằng, nó tạo ra cái việc tôn trọng quyền con người cũng như là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho bị cáo trong cái việc bảo vệ các cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vâng, và quan trọng là dù dưới hình thức gì đi nữa thì việc kết luận đúng người đúng tội cũng là điều mà được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời điểm này, đúng không ạ? Đó là trách nhiệm của tòa án. Vâng ạ. Xin được cảm ơn luật sư Phạm Thanh Bình đã đến tham gia trả lời các câu hỏi của chúng tôi trong bản tin thời sự ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến chống tham nhũng không chỉ riêng ở Việt Nam mà là một cuộc chiến dai dẳng của rất nhiều các quốc gia láng giềng của Việt Nam. Từ khi nhậm chức vào năm 2012 thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay. Chiến dịch này không chỉ khiến hơn 1 triệu quan chức của Trung Quốc bị trừng phạt mà còn chứng tỏ rằng không có ranh giới đỏ nào được vạch ra. Những người bị nhắm tới bao gồm từ các trưởng thôn và quản lý nhà máy đến các bộ trưởng trong chính phủ và tướng lĩnh của quân đội. Thậm chí cả những quan chức về hưu thường được cho là đã hạ cánh an toàn. Và đáng chú ý hơn là phải kể đến việc bắt giữ và xét xử đối với ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, một ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc hồi năm 2012. Phiên tòa xét xử cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai tội tham ô, nhận hối lộ và lạm quyền diễn ra tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Được giới phân tích coi như phiên tòa thế kỷ và được tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội Sina Weibo. Trước khi bị điều tra và ra hầu tòa, Bạc Hy Lai từng gây dựng nên một hình ảnh ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc. Là con trai của Phó Thủ tướng Bạc Nhất Ba, nhà lãnh đạo cấp tiến và có ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc, con đường thăng quan tiến chức của Bạc Hy Lai khá thuận lợi. Từ vị trí chủ tịch thành phố Đại Liên, Bạc Hy Lai được cất nhắc lên vị trí Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc và giành một trong số 25 ghế của Bộ Chính trị. Sau đó nhận chức bí thư thành ủy Trùng Khánh, một thành phố lớn của Trung Quốc với 30 triệu dân. Bạc Hy Lai đã đưa thành phố Trùng Khánh vươn lên thành một trong những đô thị có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất ở Trung Quốc và gây dựng được trong lòng người dân Trùng Khánh hình ảnh một lãnh đạo quyết đoán và hiệu quả. Tuy nhiên, con đường chính trị của cựu ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai gặp bước ngoặt sau khi Vương Lập Quân, cựu phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh bị giáng chức, đã đột nhiên tìm đến lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô xin tị nạn chính trị vào tháng 2 năm 2012. Đến 15 tháng 3 năm 2012, Bạc Hy Lai bị cách chức cùng với nhiều đồn đoán về việc Vương Lập Quân đã đưa ra nhiều chứng cứ tố cáo lãnh đạo cũ của mình. Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi đảng vào tháng 9 năm 2012, bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội vào tháng 10 năm 2012 và bị điều tra hình sự từ ngày 27 tháng 10 năm 2012. Sau hơn một năm điều tra, xét xử, đến tháng 9 năm 2013, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh nhận án chung thân với các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Thông qua bản án chung thân dành cho ông Bạc, chính quyền Bắc Kinh đã khẳng định rằng không một ai có miễn tử kim bài. Bản án này là tín hiệu rõ ràng cho thấy ông Tập Cận Bình có thể động chạm tới bất kỳ một quan chức nào và rằng ông sẽ không khoan nhượng với các quan chức tham nhũng. Theo số liệu chính thức, 1,34 triệu quan chức cấp cao và thấp đã bị hạ bệ do tham nhũng và vi phạm kỷ luật trong suốt 5 năm đầu làm chủ tịch của ông Tập Cận Bình. Quan chức cấp cao nhất bị hạ bệ cho đến nay từng là nhà lãnh đạo quyền uy hàng thứ 3 đất nước, ông Chu Vĩnh Khang. Ông này là người nắm trong tay cả bộ máy an ninh của cả đất nước rộng lớn cho đến khi ông nghỉ hưu.
Trong phần tiếp theo của bản tin, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra xác minh thông tin vật liệu nổ gây ra vụ nổ tại Yên Phong, Bắc Ninh có thể liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn binh chủng Công binh. Kể từ năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô từ các nước trong khu vực ASEAN sẽ giảm từ 30% về mức 0%. Thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam có được hưởng lợi. Trong phần tin thế giới, thị trưởng thành phố New York, Mỹ đã tuyên bố tình trạng thời tiết khẩn cấp sau trận bão tuyết dữ dội hoành hành ở vùng bờ đông của nước này. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương nghiên cứu đề xuất việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền ảo tại Việt Nam và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 tháng 1. Hiện Bitcoin là một trong những vấn đề nóng của thị trường tài chính, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, việc phát hành cung ứng sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo khác làm phương tiện thanh toán là không hợp pháp và bị cấm tại Việt Nam. Cá nhân tổ chức vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, quy định hiện hành của Việt Nam lại không đề cập tới việc mua bán Bitcoin trên các sàn giao dịch quốc tế, cũng như việc nắm giữ Bitcoin của mỗi cá nhân. Tiếp tục thông tin về vụ nổ kinh hoàng khiến 10 người thương vong ở tỉnh Bắc Ninh. Đến thời điểm này, thì đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Công binh đã đưa ra nhận định ban đầu. Theo đó, chủ cơ sở đã thu gom một lượng lớn các loại đầu đạn khác nhau và xếp thành khối ở sân, sau đó dùng muối rải lên để quỷ, thu kim loại nhằm tái chế. Tuy nhiên, bên trong có thể lẫn cả đạn phốt pho gây cháy nên đã kích nổ toàn bộ khối đạn. Ngoài ra, vụ việc này cũng đã có liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ Tư lệnh Công binh. Cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng hiện đang tích cực điều tra xác minh để xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó, vào rạng sáng ngày 3 tháng 1, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra ở kho phế liệu của ông Nguyễn Văn Tiến ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Vụ nổ đã san phẳng nhiều ngôi nhà xung quanh, làm 2 trẻ em thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Tại cơ quan điều tra, ông Tiến khai nhận đã mua số đầu đạn cũ này từ một cán bộ thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ Tư lệnh Công binh. Liên quan đến thông tin nhà mạng chính thức dừng cung cấp gói cước chuyên biệt dành cho hai dịch vụ Internet phổ biến là YouTube và Facebook từ tháng 1 năm 2018, trong khi người dùng không mấy sốt ruột vì dịch vụ của nhà mạng bị gián đoạn, thì nhiều doanh nghiệp nội dung số trong nước lại đang trông chờ khi cung cấp dịch vụ trở lại, nhà mạng sẽ có những gói cước phù hợp giúp họ cạnh tranh bình đẳng và phát triển hơn. Chưa có con số thống kê nào về việc số người dùng bị ảnh hưởng khi các gói cước riêng Facebook và YouTube bị ngừng cung cấp tại Việt Nam. Nhưng theo ghi nhận, các gói cước này dù có mức linh hoạt từ 1.000 đến 3.000 đồng một ngày, đối tượng sử dụng gói này thời gian qua vẫn chưa hẳn nhiều hoặc người dùng chưa cảm nhận thấy sự khác biệt. Nhưng đối với các bạn sinh viên ở các trường khác nhưng mà chưa đi làm, ở quê thì cái việc này sẽ ảnh hưởng chút khó khăn do họ dùng tiền hỗ trợ từ gia đình. Cá nhân tôi thấy là không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Việc sử dụng các cái gói cước ưu đãi của nhà mạng khi vào Facebook thì nó cũng không cải thiện hơn là mấy so với dùng gói cước thông thường. Mình thường xuyên sử dụng wifi ở công ty hoặc là khi về nhà thì sử dụng ở nhà, nên việc dừng này không ảnh hưởng đến việc dùng Facebook và YouTube của mình lắm. Đại diện S Channel, một kênh YouTube được nhiều bạn trẻ quan tâm với hơn 1 triệu người đăng ký cho biết, kể từ khi các nhà mạng dừng cung cấp gói cước, họ cũng... Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì thuế nhập khẩu ô tô từ các nước trong khu vực ASEAN sẽ giảm từ 30% về mức 0%. Những tưởng với mức giảm này thì người tiêu dùng Việt có thể mua được xe ô tô với mức giá rẻ hơn. Song giấc mộng này lại khó thực hiện bởi vướng Nghị định 116 quy định về điều kiện xuất khẩu, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô mà chính phủ đã kịp ban hành và có hiệu lực ngay trước khi thuế nhập khẩu xe về mức 0%. Có nhu cầu đổi chiếc xe đang đi, nên nhiều tháng qua, anh Dương Hữu Tâm đã thường xuyên đến các đại lý ô tô để tìm hiểu về giá xe. Tuy nhiên, theo lời anh, dù thuế nhập khẩu ô tô từ khu ASEAN đã giảm từ 30% về 0% từ ngày 1 tháng 1, nhưng giá xe trên thị trường vẫn giảm rất nhỏ giọt. Rất là muốn đổi xe, nhưng mà chờ cho nó giảm giá sâu á mình mới mua, chứ còn nếu mà không giảm là không mua. Cái xe này ở bên Mỹ nó giỏi lắm chừng 20.000 đô, hơn 20.000, mà mình tới 50.000 đô. Theo
Theo các đại lý kinh doanh ô tô, giá xe ô tô không thể giảm sâu vì vướng Nghị định 116. Nghị định yêu cầu phải cung cấp giấy chứng nhận chất lượng, kiểu loại của cơ quan chức năng, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài. Tuy nhiên, trong thực tế, chính phủ của mỗi quốc gia chỉ kiểm tra, thử nghiệm và cấp chứng nhận theo quy định của quốc gia đó cho việc sử dụng trong nước. Xe sản xuất để xuất khẩu nằm ngoài sự quan tâm của họ. Bên cạnh đó, Nghị định 116 quy định để xuất xưởng một phương tiện thì các hãng phải có đầy đủ điều kiện chứng nhận linh kiện, điều kiện sản xuất, thử nghiệm môi trường để chứng minh chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, theo các đại lý, ở nước ngoài không có mẫu giấy như Việt Nam yêu cầu. Hiện tại thì bây giờ bên xe bên showroom thì nó vẫn còn một số dòng xe nhập khẩu, nhưng đó chỉ là những cái dòng xe từ tháng 12, cái lô của tháng 12 đã có chính sách là bán hết đợt này là sẽ không còn nữa. Chính sách như bây giờ cộng thêm những cái thông tư mới đây của nhà nước chính phủ thì hầu như là cái điều cơ hội để khách hàng sử dụng xe nhập khẩu rất là thấp, hầu như không có. Mục tiêu lớn nhất của cái nghị định 116 là nhằm bảo đảm quyền lợi của những cái người mua xe ở trong nước, cũng như là phát triển lành mạnh, cũng như là ổn định cái thị trường, cũng như đối với cái thị trường xe ô tô trong nước, và đặc biệt hơn nữa là để đảm bảo cái quyền lợi của những cái nhà sản xuất xe ô tô, lắp ráp xe ô tô ở trong nước. Và chắc chắn rằng là nó sẽ tạo ra một cái khung cửa rất là hẹp để mà đối với cái việc là nhập khẩu xe ô tô ở các nước ở thị trường ASEAN. Với cái việc là chỉ có thuế nhập khẩu về bằng 0% không á, cũng chưa khẳng định được là cái giá ô tô nhập khẩu sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm hay là có thể tăng lên hay không, bởi vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều cái chính sách. Theo các doanh nghiệp, với những quy định mới, kinh doanh nhập khẩu ô tô sẽ gặp khó khăn. Cho dù thuế nhập khẩu có về 0% thì ô tô ngoại cũng khó tràn vào Việt Nam. Khi số lượng xe vào không nhiều và chi phí tăng lên thì giá khó có thể giảm mạnh. Điều này cũng làm giấc mơ sở hữu ô tô giá hợp lý của người Việt Nam tiếp tục trở nên xa vời hơn. Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo chính phủ về việc xây dựng hàng rào tiêu chuẩn đối với ô tô tại Việt Nam. So với các tiêu chuẩn cũ thì lần này sẽ đưa thêm 30 tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật mới nhằm quản lý chất lượng đối với xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu, không để xe có chất lượng kém nhập khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là liệu các quy định mới này có cải thiện được chất lượng xe khi nhập về Việt Nam. Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, hàng rào kỹ thuật đối với xe nhập khẩu trình chính phủ lần này có tất cả 170 tiêu chuẩn kỹ thuật, trong đó có 30 quy định mới. Các quy định này tập trung vào tính năng, an toàn, kết cấu của xe cũng như các bộ phận như kính, đèn, lốp, đai an toàn. Chúng ta loại bỏ các cái sản phẩm nó kém chất lượng vào thị trường chúng ta. Thì tôi nghĩ là chắc chắn là đối với cả những doanh nghiệp nào mà nó ăn gian dối hoặc nhập các cái xe nào nó kém chất lượng, kém an toàn, không đảm bảo về vấn đề khí thải, môi trường thì nó sẽ không vào được. Còn những doanh nghiệp là bài bản, có đầu tư, có dây chuyền, có một cái định hướng chính sách mà nó rõ ràng và làm ăn chân chính thì chắc chắn là sẽ đạt được. Đại diện vụ tiêu chuẩn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng cho biết, các quy định kỹ thuật mới dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế ISO của châu Âu và có sự hài hòa tại thị trường Việt Nam. Một số đại lý ô tô tại Hà Nội cho rằng việc áp dụng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật mới sẽ nâng cao chất lượng xe nhập khẩu về Việt Nam. Tuy nhiên, khi đó giá xe sẽ đắt hơn trước. Khi những cái tiêu chí này áp dụng thì với khách hàng, thì khách hàng ở đây nó chỉ có thể ảnh hưởng đó là những cái chiếc xe mà được yêu cầu cao hơn thì nó sẽ ra những cái phân khúc khác nhau và tạo ra những cái giá cả và nó khác nhau để nó tương ứng với lại cái chất lượng của xe và tương ứng với lại trang thiết bị của xe. Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, các ý kiến của bộ ngành, chuyên gia về hàng rào kỹ thuật ô tô cần gửi về trước ngày 10 tháng 1 2018 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý. Hàn Quốc và Triều Tiên ngày hôm nay 5 tháng 1 đã nhất trí tổ chức đàm phán cấp cao vào tuần tới để thảo luận khả năng Bình Nhưỡng cử đại diện tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 sẽ được diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết phía Triều Tiên đã thông báo với phía Seoul rằng họ đã chấp nhận lời đề nghị mới nhất về việc tổ chức đàm phán vào ngày 9 tháng 1. Hai bên đã quyết định thảo luận các vấn đề thông qua đường công văn. Về chương trình nghị sự, chúng tôi sẽ thảo luận về cách thức cải thiện mối quan hệ liên triều, kể cả hợp tác trong vấn đề Thế vận hội. Sau một năm đầy căng thẳng, đây được coi là tín hiệu ngoại giao tích cực và đáng kỳ vọng cho việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Cuộc đàm phán liên triều gần đây nhất diễn ra vào tháng 12 năm 2015. Trước đó một ngày, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí hoãn các cuộc tập trận quân sự chung tới sau Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cuộc gặp cấp cao giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên vào tuần tới là một điều tốt đẹp. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng thực chất kỳ vọng đối với cuộc đàm phán sắp tới nên ở mức nào cũng là điều cần phải bàn thêm. Về phía Nhật Bản, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga tuyên bố chính quyền nước này vẫn tiếp tục cùng Mỹ và Hàn Quốc gây sức ép tối đa với Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng tuân thủ hoàn toàn nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cuốn sách nói về Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người từ khi chưa ra mắt. Bất chấp những nỗ lực ngăn cản từ chính quyền Washington, cuốn sách đã được phát hành vào ngày hôm nay, 5 tháng 1, sớm hơn 2 ngày so với dự kiến. Với tên gọi Fire and Fury Inside the Trump White House, tạm dịch là lửa và cuồng nộ bên trong Nhà Trắng của Trump, cuốn sách được viết dựa trên hơn 200 cuộc phỏng vấn trong thời gian hoạt động ở Nhà Trắng, hé lộ nhiều thông tin về Trump, gia đình và chính quyền của ông. Sách cũng đăng tải nhiều ý kiến chỉ trích Trump và nội các, trong đó nổi bật nhất là ý kiến của cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon. Đáp lại động thái trên, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ ông Steve Bannon, cho rằng ông mất trí. Về phía Nhà Trắng, thư ký báo chí Sarah Sanders mô tả lửa và cuồng nộ chứa đầy những lời dối trá và toàn những tin đồn lá cải. Các luật sư của ông Trump đã gửi một bức thư đến ông Bannon, lên án vị cựu chiến lược gia Nhà Trắng đưa ra những phát ngôn làm ô danh gia đình Tổng thống, cũng như vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin mà ông đã ký khi làm việc cho ông Trump. Bức thư cũng đồng thời yêu cầu ngừng phát hành cuốn sách, tuy vậy chỉ nhận được sự phản đối của cả tác giả lẫn nhà xuất bản. Những ngày qua, thì người sử dụng máy tính và điện thoại thông minh trên toàn thế giới đã không khỏi đau đầu vì lỗ hổng bảo mật vi xử lý khiến thiết bị của mình có nguy cơ bị tin tặc tấn công. Tuy nhiên, mới đây thì các chuyên gia công nghệ đã lên tiếng khẳng định rằng tỷ lệ người dùng cá nhân bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật này là khá thấp. Các chuyên gia bảo mật máy tính đã phát hiện hai lỗ hổng mang tên Meltdown và Spectre trong các bộ vi xử lý, có vai trò như não bộ của máy tính và điện thoại thông minh. Lỗ hổng này sẽ cho phép tin tặc đọc được dữ liệu lưu trong bộ nhớ thiết bị và ăn cắp thông tin như mật khẩu tài khoản, thẻ tín dụng. Lỗ hổng bảo mật này có thể ảnh hưởng tới hầu hết hệ thống máy tính, từ máy tính để bàn, máy tính xách tay, dịch vụ đám mây và điện thoại thông minh. Nó cũng ảnh hưởng đến hầu hết các bộ vi xử lý của Intel sản xuất từ năm 1995, cũng như bộ vi xử lý của ARM và AMD. Hàng tỷ máy tính và điện thoại thông minh trên thế giới bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này. Tuy nhiên, người dùng không cần quá lo lắng về nguy cơ thiết bị của mình bị tấn công. Máy tính của người dùng cá nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, song nguy cơ về an ninh lại khá thấp, bởi hiện chưa có bằng chứng nào về việc tin tặc lợi dụng lỗ hổng này. Tuy nhiên, những công ty sử dụng dịch vụ điện toán đám mây có nguy cơ bị ảnh hưởng cao hơn. Vì vậy, các tập đoàn cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ Internet cần phải tải các bản vá lỗi bảo mật để đảm bảo an toàn. Ngay sau khi xuất hiện báo cáo về lỗi bảo mật, cổ phiếu của tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới Intel đã tiếp tục sụt giảm gần 3% trong phiên giao dịch đêm 4 tháng 1. Hiện Microsoft, Google, Amazon và Apple đã công bố các bản cập nhật an ninh để bảo vệ người dùng. Tiếp tục chương trình sẽ là một số tin vắn quốc tế đáng chú ý khác. Một kẻ tấn công liều chết đã kích nổ thiết bị gắn trên người ở gần khu vực đông cảnh sát đang tiến hành chiến dịch chống buôn lậu rượu và ma túy tại thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra tại một khu vực cách Đại sứ quán Mỹ và các phái bộ nước ngoài không xa. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. Các cư dân sống gần khu vực này cho biết đây không phải là lần đầu tiên họ chứng kiến một vụ bạo lực như vậy, đồng thời chỉ trích chính phủ đã không thể kiểm soát những kẻ thực hiện vụ tấn công. Thị trưởng New York Bill de Blasio đã tuyên bố tình trạng thời tiết khẩn cấp sau trận bão tuyết dữ dội hoành hành ở vùng bờ đông nước này. Đợt bão lịch sử này còn được gọi là bom bão tuyết, bởi khối áp thấp không chỉ khiến tuyết rơi dày kỷ lục mà còn làm tăng cường độ và tốc độ gió, có nơi dự báo lên tới 88,5 km/h. Ít nhất 8 triệu người sinh sống tại các khu vực được cảnh báo tác động nguy hiểm của bão tuyết và 58 triệu người sinh sống trong phạm vi đường di chuyển của bão. Dự báo cuối tuần này có thể có một đợt không khí lạnh phá kỷ lục ở hơn 20 thành phố và mang theo gió rét với nhiệt độ xuống tới âm 40 độ C. Tổ
Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã xem xét đơn kháng cáo của cựu phó thủ hiến vùng Catalonia Oriol Junqueras về lệnh giam giữ ông sau 2 tháng ngồi tù vì liên quan đến các động thái đòi độc lập trái phép của các cựu lãnh đạo vùng này. Tại phiên tòa, ông Junqueras tuyên bố ông cần phải được trả tự do để có thể nhậm chức thành viên hội đồng lập pháp địa phương mà ông vừa đắc cử. Ông Junqueras cũng tái khẳng định ủng hộ bước đi hòa bình để đạt được độc lập cho Catalonia thông qua đối thoại. Dự kiến hội đồng thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của ông Junqueras trong vài ngày tới. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 17, khu lăng mộ Taj Mahal luôn là điểm thu hút du khách lớn nhất tại khu Ấn Độ. Tuy nhiên mới đây thì chính phủ của nước này đã quyết định hạn chế khách du lịch tới tham quan lăng Taj Mahal nhằm bảo tồn và gìn giữ di tích này. Khu lăng mộ Taj Mahal được vua của đế quốc Mughal là Shah Jahan xây dựng để an táng người vợ của mình là Mumtaz Mahal, qua đời vào năm 1931. Hàng triệu du khách, chủ yếu là người Ấn Độ, tham quan khu lăng mộ Taj Mahal mỗi năm và con số này đang tăng đều đặn do việc đi lại trong nước trở nên dễ dàng hơn. Lần đầu tiên tôi tới đây mọi thứ thật tuyệt, không đông như bây giờ. Mọi người không cần xếp hàng và không có kiểm tra an ninh. Tuy nhiên hiện nay, số lượng người đã tăng lên nhanh chóng. Các chuyên gia cho rằng đoàn người tham quan đông đảo làm gia tăng sự hao mòn và hư hỏng cho lăng mộ cẩm thạch trắng, vốn đã phải được lau dọn thường xuyên để không bị ố vàng do không khí ô nhiễm. Lượng du khách lớn liên tục cũng có thể gây áp lực lên nền móng của lăng mộ. Do đó, kể từ ngày 3 tháng 1, mỗi ngày sẽ chỉ có 40.000 du khách Ấn Độ được vào tham quan khu lăng mộ. Mức hạn chế này không áp dụng đối với du khách nước ngoài, những người phải trả giá vé tham quan là 1.000 rúp, tương đương với 16 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, khu lăng mộ Taj Mahal sẽ áp dụng vé phụ đắt hơn cho những du khách muốn tham quan hầm mộ chính, gồm 2 ngôi mộ của vua và hoàng hậu bằng đá cẩm thạch có dát đá quý. Từ lúc tôi nghe được tin khu lăng mộ sẽ hạn chế khách để bảo tồn, tôi đã thất vọng bởi tôi đến từ Australia. Tuy nhiên, tôi đã có cơ hội tham quan ngay cả khi xung quanh là các giàn giáo. Đây là cơ hội đáng quý trong đời và tôi gần như đã khóc khi đến đây. Tôi đã thấy những dấu vết của sự tàn phá và cần phải có biện pháp để bảo tồn vẻ đẹp đó. Quyết định hạn chế lượng khách tham quan được đưa ra sau khi 5 du khách bị thương do chen lấn xô đẩy vào ngày cuối cùng của năm 2017 là ngày thường có đông khách tham quan. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.